Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trung tâm Điện tử Thanh Huê. Vâng, hôm nay thì em xin phép lên cái video phối ghép bộ nghe nhạc cho các bác. Và cùng với đó là sự xuất hiện của cái cặp loa JBL. Và JBL luôn luôn là cái thương hiệu nổi tiếng trong giới âm thanh. Thì trong đó JBL L65 Japan thì là một trong những cái sản phẩm nổi tiếng và được yêu thích. Thì cái với thiết kế rất là đẹp và cùng với chất âm rất là độc, thì qua cái thước đo thời gian thì cái JBL L65 Japan thì luôn luôn đánh dấu được trong lòng khán giả. Và tiếp theo đó là sự xuất hiện của chiếc âm ly Akufei E305V với thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Thì hôm nay em sẽ xin phép phối ghép cho các bác một bộ nghe nhạc và em sẽ tiến tới lại gần để các bác quan sát kỹ hơn. Thiết kế bề ngoài rất là sang trọng và đẹp mắt. Mặt trên đây là tấm kính, màu đen các bác nhé. Và đây là cái tờ giấy khai sinh ở bên trong cái lớp tấm kính này ạ. Đây, thùng thì vuông góc cạnh rất là đẹp và không có một vết xước nào. Đây, in cái tem JBL và dưới cũng in cái tem JBL Suban. Với thiết kế của loa là 3 đường tiếng và bát này là bát 30. Màng giấy gân mút các bác nhé. Đây là một mic và đây là chép kim cương. Đây là các núm tinh chỉnh đây ạ. Và tương tự em bên này cũng vậy. Cái căng bọc ở ngoài thì em đã bỏ ra rồi. Đây. Các bác có thể quan sát. Cái căng còn rất là đẹp. Vì độ rộng của loa thì là 440. 440. Và chiều cao là 610. 610. Chiều sâu là 330. Và tất cả đều tính bằng mm các bác nhé. Tiếp theo là một em âm ly Akufei. Có màu đen là E305V. Các núm vẫn còn rất là đẹp và mới. Đây. Và bên ở chính giữa thì cũng có hai cái đồng hồ. Khi em bật lên thì cái đồng hồ này mới sáng. Ở bên trong này, trong cái nắp pen này thì có các núm điều chỉnh bát chép ba năng các bác nhé. Bên trên là cái nắp bằng sắt, không có một nốt xước nào, rất là bóng và sáng các bác nhé. Và em xin phép mở nhạc lên cho các bác cùng thưởng thức ạ. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệu thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương sâu dài thế.
cảm ơn các bác đã quan tâm xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.